Chị Khuyên ơi, mai có cuộc họp, chị chuẩn bị ít hoa quả cho mọi người nhá. Mọi người đầy đủ chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu họp nhá. Oh my god. Tôi không đồng ý đâu. Tôi không đồng ý nhà mình đâu. Tại sao lại đi không cống như thế nhỉ? Không thể lúc nào cũng đến nhà khách hàng lật cái bệnh lên. Bên trong nguyên một cái thằng thầy đang ở đây. Không thể nào chơi được. Nghe anh ơi, người nghĩa là chị bảo vệ nhé. Chắc là muốn tủ của bà ấy đấy. Mọi người có ý kiến gì không nhỉ? Không, không nhớ thầy à? Nope. Chờ xếp tí nhá. Bài còn 2 cây đây, mọi người gạn nốt đi cho nó xem.